Xin kính chào quý vị các bạn nha. Hiện tại mình đang có mặt ở Gò Công ha quý vị. Nay xuống đây cũng có chú Năm ha. Cũng có Năm Gây Tử Quý cũng muốn quay giao lưu cho quý vị xem tham khảo giao lưu cùng chú ha. Ảnh chú cũng nhờ nhận đo thông số vị trí cho báo giá cụ thể cho quý vị xem ha. Cái này là đây những cái vip vip không ha quý vị. Cái này là hoành là từ 50 ăn lên không ha quý vị. Cây nó, đó quý vị nhìn thấy ha. Cây khủng không ha quý vị. Rồi anh vô anh cho cái vị trí hoành thân cây số 1 đi em. Mình đâu có hảo chiều cao nữa đâu ha. Ờ cái chiều cao không? Chiều cao tầm khoảng 2m rưỡi đi. Chiều cao 2m rưỡi ha quý vị nó. Cái này là tam tài ha quý vị. Rồi số đo là 56 đi. 56 rồi. 56 mà đánh ra để VIP nè quý vị. Cái này tí mình khỏi cần cái đường kính bầu này chắc cũng tầm mét ha quý vị. Cái nồi đế thì quý vị thấy rồi á. Quá khủng luôn. Đế rất là lực ha quý vị. Đường kính bầu là 79. Cái này tam tài ha quý vị. Bộ đế khỏi nói luôn. À, bộ đế VIP đẹp luôn mà đế rất lực ha quý vị. Đế này nhìn khỏi bàn cãi đâu luôn ha quý vị. Mấy cây tử quý này giờ kiếm rất là hiếm ha quý vị. Đó, nhìn bộ đế trải đều hết tứ diện ha. Cộng nào cũng thấy móc rộng ha quý vị. Cây rất lực ha. Tam tài ha quý vị. Rồi mình qua cây số 2. Cây số 2 này chiều cao cũng vậy luôn đi. Chứ nó quá cao rồi đo đâu có tới đâu. Ngày hoành 60. Rồi hoành 60 ha quý vị. Đây cái nội đế nào cũng cũng khiếp ha quý vị. Cái này là một thân một cốt ha quý vị. Đế cũng đều tứ diện luôn ha quý vị. Đế lực không ha. Đây quá VIP quý vị ơi. Và tìm mấy cái hàng tử quý mà cây cũng khủng như này rất là khó không quý vị. Có mà giá trên trời không quý vị, mà mình thấy chú Năm đưa giá rất hợp lý không quý vị. Chút cuối clip thì chú Năm sẽ báo giá cụ thể không quý vị. Đó, tay cành đóng tứ diện ha. Chiều cao tầm 2m không quý vị. Rồi mình qua cây số 3. Cây số 3 đầu voi chiều cao khoảng 1m8. 1m8 không quý vị. Đầu voi đuôi chuột ha quý vị. Này nôm sổ không quý vị. Rồi hoành 46 luôn. Hoành 46 không quý vị, rồi anh đo cái dòng cũ đặt nó luôn nhỉ. 76. Rồi 76 không quý vị. Đây cái đầu voi đôi chuột không quý vị. Một thân một cốt vuốt ngọn luôn ha. Tay cầm thì khỏi chê luôn ha quý vị. Đó. Tay cầm quá VIP quý vị ơi. Đế này sổ một nồi đế luôn ha quý vị. Cây này bự quá lên bàn không được ha quý vị. Cũng qua giờ quý vị sơ lược thấy ha. Quý vị thấy cũng rõ ha. Lên bàn cây này cũng lên bàn nó tốt. Rồi qua cây. Rồi qua cây số 3 ha quý vị. Rồi cây số 4 ha quý vị. Rồi hoành 45. Rồi hoành 45 ha quý vị. Này chiều cao chắc tầm 1m rưỡi thôi nhận. Đây này là đế bàn ha quý vị, rất lực ha, cũng đều bốn mặt ha quý vị. Có hết ha quý vị. Cái diện tích nó hơi chật mình cũng quay hơi khó quý vị cũng thông cảm ha. Đây cái này là tay cành dạng mà đóng rất là đều ha quý vị. Này tăng dù ha quý vị. Đây, cây rất là lực ha quý vị. Rồi mình qua cây số 5 ha quý vị. Cây số 5 này cũng dán trực một thân một cốt ha. Rồi cây số 5 chiều cao 1m rưỡi luôn. Rồi chiều cao 1m rưỡi ha quý vị. Hoành 42. Hoành 42 ha quý vị. Này cũng nơm ha quý vị. Nơm mà để hơi quá chút xíu ha. Đây tay cầm đóng tứ diện ha quý vị. Có nắng nó hơi chá quý vị cũng không cảm ha. Mấy này qua đi xe cẩu vậy luôn hả chú Năm? Xe lôi hả?
mình lôi sao lên nổi trời. Rồi mình cũng đi từ xa mình quay tổng thể hết 5 cây không quý vị. Tại cái diện tích hơi chật mình quay chi tiết nó cũng không kỹ nhưng mà quý vị thấy thấy tổng thể cây ha. Nhìn nó rất là lực ha, quả hành 4 mấy ăn lên không ha quý vị. Có một cây tầm tài duy nhất không quý vị, còn nhiều là dán một thân một cốt không quý vị. Dán trực ha. Có một cây đầu voi đuôi chuột không quý vị. Cây tứ quý này quá mê quý vị ơi. Kiếm mà mấy cây lực lực như vậy kiếm rất khó không quý vị. Rồi 5 cây này chú báo giá làm sao luôn chú Năm? 70 thí dụ có người ta mua lẻ 1 cây 2 cây rồi chốt cây nào ấy là... Dạ, là giá cả thường lượng lại chú không? Dạ rồi ok chú. Bán chung 70. Chú Năm là cũng báo giá là 5 cây này 70 triệu không quý vị. Mình thấy cái giá này quá bình dân quý vị ơi. Chứ mấy cây này cũng khủng mà giờ vô nhà vườn mà kêu mua 5 cây cái này là không có giá đó đâu quý vị. Rồi cũng cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báo xem hết video clip ha. Cuối cùng cũng chúc quý vị có nhiều sức khỏe thành công ha.